Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với K-Center. Ngày hôm nay thì em Sơn xin phép được báo giá đến quý anh chị và các bạn về một số mẫu xe đang sẵn có tại cửa hàng em ngay lúc này nhé. Thì đầu tiên, ngay trước xe đầu tiên này, chúng ta sẽ có một chiếc GLC. GLC 200 sản xuất 2022, màu đen nội thất kem, lăn bánh hơn 3 vạn km. Giá hiện đang được chào bán tại K-Center, bây giờ ở mức giá là 1 tỷ 499 triệu đồng. Ngay bên cạnh thì cũng trong mức giá hơn 1 tỷ, cụ thể là 1 tỷ 639 triệu đồng, chúng ta sẽ sở hữu được một chiếc E300 sản xuất 2020, quý anh chị và các bạn nhé. Sang hàng bên này trước nhỉ, hàng bên này trước rồi chúng ta sẽ quay trở lại với hàng bên này. Ngay đầu là một chiếc Audi TT, năm sản xuất là 2008. Chiếc xe này thì đang được chào bán với cái mức giá là 690 triệu đồng, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn xe chạy được 4 vạn mai. Một chiếc xe hai cửa, khá là phong cách thể thao ở đây. Đấy. Xe mui trần, có mui điện quý anh chị và các bạn nhé. Rất là hay ho luôn. Bên cạnh chiếc xe này thì chúng ta lại đến một chiếc E300 nữa, sản xuất là 2016. Màu đen nội thất nâu da bò, hiện đang được chào bán với cái mức giá tại K-Center là 1 tỷ 179 triệu đồng, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Cùng xuống bên dưới, ngay bên dưới là một chiếc Hyundai Santa Fe này, phiên bản máy dầu bản full sản xuất 2021. Giá bây giờ để trải nghiệm cực kỳ là hợp lý, chỉ có 1 tỷ 059 triệu đồng mà thôi. Bên cạnh chiếc xe này, chúng ta có một chiếc Toyota Land Cruiser với năm sản xuất là 2013, đã up form 2015-16 rồi. Giá đang được chào bán tại K-Center là 1 tỷ 799 triệu đồng, quý anh chị và các bạn nhé. Bên dưới chiếc xe này thì chúng ta có GLC 300 sản xuất 2020, lăn bánh được hơn 5 vạn mai, khoảng 8 vạn km. Hiện tại thì đang được chào bán với cái mức giá nó cũng tương đối là hợp lý, chỉ có 1 tỷ 590 triệu đồng mà thôi. Bên dưới nhé, hơn tỷ rưỡi thì chúng ta có một chiếc VinFast President sản xuất 2021 này, biển Hà Nội, màu xám khá là độc ở đây. Mẫu xe này ngày trước là hơn 5 tỷ cơ, bây giờ là còn có hơn tỷ rưỡi thôi, quý anh chị và các bạn nhé. Bên cạnh chiếc xe này thì chúng ta có một chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy xăng 2 cầu sản xuất 2017, màu đen mới, lăn bánh được 100.000 km, hiện đang được chào bán tại K-Center với cái mức giá là 739 triệu đồng, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Siêu mạnh quý anh chị và các bạn nhé. Đây, cùng sang đến bên này. Trở lại hàng bên này thì một chiếc xe SUV gầm cao, hai chiếc luôn, một chiếc trắng một chiếc đỏ. Thì chiếc trắng là Kia Sorento với năm sản xuất là 2021, phiên bản máy dầu luxury, hiện đang được chào bán với cái mức giá là 865 triệu đồng, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Xe lăn bánh được có hơn 3 vạn km thôi, quý anh chị và các bạn nhé. 869 triệu quên mất đấy. Còn bên cạnh thì chúng ta có một chiếc xe ở mức giá là 935 triệu đồng, và chúng ta sẽ có sở hữu được một chiếc Everest Titanium phiên bản một cầu sản xuất 2021, màu đen mới đấy, lăn bánh cũng chỉ hơn 3 vạn thôi, 935 triệu đồng mọi người nhé. Bên dưới thì một chiếc là màu xám xanh, đó là Honda CRV màu xám xanh sản xuất 2018 phiên bản L, 765 triệu đồng, chạy được hơn 6 vạn km. Và bên cạnh thì chúng ta có một chiếc cũng 6 vạn km, một chiếc GLC 300 sản xuất 2018, màu đen nội thất nâu đen, đấy, 1 tỷ 169 triệu đồng, quý anh chị và các bạn nhé. Hãy cùng lên tầng để xem nốt một số những cái mẫu xe còn lại ở trên tầng của cửa hàng. Đây, trên tầng thì bên em có Kia Rondo này, sản xuất 2015 này. Giá của chiếc xe này thì bây giờ cũng chỉ hơn 400 mà thôi, phiên bản máy xăng, quý anh chị và các bạn nhé. Bên cạnh thì chúng ta có một chiếc Peugeot 2008
phiên bản GT Line sản xuất 2022, giá đang được chào bán là 695 triệu đồng. Xe chạy cũng rất ít, được 2 vạn km thôi. Bên cạnh thì là một chiếc CX-5 sản xuất là 2019, màu đỏ, giá đang được chào bán tại Car Center là 675 triệu đồng, phiên bản 2.5, quý anh chị và các bạn nhé, thế hệ 6.0. Toàn bộ các mẫu xe bên em đều có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa có thể được là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm, cũng như là cam kết bằng văn bản hợp đồng, báo check test hãng về chất lượng xe. Đấy. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center hoặc là để lại bình luận để Car Center có thể nắm được thông tin cũng như là tìm đến hỗ trợ tư vấn mình một cách nhanh chóng cũng như là tận tình nhất quý anh chị và các bạn nhé. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.